Xin chào quý vị và các bạn nhé. Hôm nay Chiến sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một mẫu đèn laser Elisa 6 mắt 3 màu. Trên màn hình của quý vị và các bạn là dòng đèn Elisa 6 mắt 3 màu mà được Trung tâm Đèn Sân khấu Việt Chiến đang bán quý vị nhé. Với cái dòng đèn laser 6 mắt 3 màu này, nó được thiết kế theo kiểu hình cung nên là cái độ tỏa của đèn rất là rộng quý vị ạ. Đây là dòng đèn chiếu tia thôi. Đây là dòng đèn chiếu tia quý vị nhé. Và đèn có một cái màn hình nét để chúng ta điều khiển các cái chế độ của đèn đây. Đấy, nó có menu up, down, enter quý vị nhé. Thì menu này Chiến thử tê ấy nhé. A001 là qua bàn điều khiển thêm MX này. P là chế độ tự động thứ nhất này, P2 chế độ tự động thứ hai này, P3 tự động thứ ba, đấy tự động thứ 4 này. Đây theo nhạc này quý vị nhé. Nó có 2 chế độ theo nhạc thì tùy chúng ta lựa chọn thôi. Theo nhạc 1, theo nhạc 2 đều được quý vị nhé. Thế biến là Chiến sẽ cắm điện test cho quý vị và các bạn xem thực tế cái đèn nó như thế nào nhé. Đây quý vị và các bạn nhé, đây là dòng đèn laser Elisa 6 cửa 3 màu. Đây là dòng đèn laser quét tia quý vị nhé, nó là quét tia đây. Quý vị có thể nhìn thấy rõ các luồng tia của nó nhé. Đấy, đây là luồng tia của nó đây. Và đây, cái đèn này được thiết kế theo kiểu hình cánh cung nên là độ bao phủ của đèn rất là rộng luôn. Độ bao phủ của đèn rất là rộng quý vị ạ. Và đèn có vừa quét tia và vừa chiếu được hình đây. Để Chiến quay hình cho quý vị và các bạn xem. Đây là hình hoa văn của đèn quý vị nhá. Độ phủ của đèn rất là rộng, với cái không gian phòng 30 m thì cái đèn này sẽ bao quát hết luôn. Đây là dòng đèn laser Elisa 6 cửa 3 màu quý vị nhá. Đèn laser quét tia. Chú ý đây là đèn laser quét tia chiếu hình. Để quý vị và các bạn nhìn rõ các cái luồng tia mà Chiến đang quay đây thì Chiến có sử dụng mà một màn khói mỏng từ máy phun khói thì mới nhìn rõ được các cái màn tia này. Với cái dòng đèn này thì rất phù hợp dành cho không gian phòng hát, karaoke, phòng bay. Góc quét của đèn rất là rộng luôn quý vị nhé. Thì nó đèn được thiết kế theo kiểu hình cánh cung nên là cái độ tỏa của đèn rất là rộng. Khai 6 mắt 3 màu: đỏ, xanh lá cây và xanh dương. Đèn có 3 chế độ chạy: chạy tự động, chạy theo nhạc và chạy qua bàn điều khiển DMX. Thì thông thường chúng ta toàn cài đặt chế độ theo nhạc thôi. Và đèn có thể vừa chiếu ra tia vừa chiếu ra hình đây. Đây là đèn laser Elisa 6 mắt 3 màu quý vị nhé. Góc quét của đèn rộng lắm. Với không gian phòng 30 m² thì đèn nó quét hết. Đấy, Chiến đang quay thực tế cho quý vị và các bạn xem thực tế đây. Đèn Chiến đang để chế độ theo nhạc. Đấy, anh em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với Chiến theo số điện thoại là 0967 035 872. Với cái dòng đèn laser Elisa này nó có giá dưới 2 triệu quý vị nhé. Đây là dòng đèn laser quét tia, chiếu hình.